sướng lắm. Tự động cái kiêu này nè, tiêu cái kiêu khí tâm phù nè, chỉ cần nhấn nút cắt thôi, chỉ cần nhấn nút cắt thôi là nó tự bút luôn, đánh sướng. Rồi sau lúc này chơi cái miếng thì không thấy cái auto đó. Rồi cả bang, ok. Khải bút tay anh em, khải bút tay thôi. Sống đi, cái băng rồng sống đi, chạy đâu bưởi. Chạy đâu bưởi. Cái băng rồng hả, cái băng rồng hả, cái băng rồng hả. Cái băng rồng nè. Câu giờ một xíu nữa được không? Khoảng phút thứ 2, thứ 3 đánh anh em ơi. Cho hết thao lực à, câu này hết thao lực à. Kinh công, kinh công. Kinh công gì đâu. Chó nữa nè, kinh công gì đâu. Uống máu đi, kinh công, kinh công, kinh công. Xếp đừng quá. Hết máu chưa? Đợi kiểu đó hả? Để coi tí nữa test thử đợi kiểu đó được không ta? Tại vì trên này nó không có hiện. Trên này nó không có kêu. À có. Ok hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu ý rồi. Hiểu, hiểu, hiểu rồi. À. À, từ từ em mình đỡ cái kiểu không được, không được anh em ơi. À à quy à hiểu hiểu rồi. Rồi thử coi. À đúng rồi, cái này bút tay đẹp luôn. À auto ngon. Hiểu rồi, hiểu rồi. Cái này chuyển chiều hơn còn hơi bị khó ấy. Do hôm bữa giờ là Khải toàn bút bằng tay không à. Hồi trước là xài auto. À ok ok, hiệu quả hiệu quả. Cảm ơn mẹ Hải Hoàng nha. Hồi giờ không có bất ca thiên vua con lôn này, nhưng là hồi trước xài còn toàn auto không à. Rồi xong bút auto này là quá đẹp luôn anh em ơi. Rồi hết máu. Ok. Win chạy đâu. Chạy lên núi. Câu giờ á, câu giờ á, câu giờ nè. Ok, cảm ơn Hải Hoàng nha. Không biết luôn, đúng rồi, đúng rồi. Không biết luôn, đẹp quá nè em ơi.